Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh Tổng hợp Đời Sống nha. Hôm nay mình đã trở lại và quay những con trâu của em. Đây, nhé của em bữa nay nó lớn rồi này cả nhà. Rất là đẹp mã luôn nha. Trâu này nó cắn chữa nè cả nhà. Nói chung là cái mùa này thiếu cỏ nha cả nhà ơi. Cho nên em không có đi thả được. Không có đi thả cho nên em ít có quay clip lắm. Bởi vậy em mới quay clip đi chơi với chơi game mang giải trí. Cắt lạc bình xong mệt thì ghê luôn cả nhà. Đuối. À, chậu của em đang ăn đó cả nhà. Chung thì mùa này thì nó thiếu cỏ, tầm khoảng nửa tháng 15 ngày nó mới có cỏ nha cả nhà. Con này nó chuẩn bị có chữa rồi nè. Nghe đực nè cả nhà, nghe đực bữa nay lớn ghê không. Cả tuần nay mình không có quay mấy con trâu của mình lên, bữa nay nhìn nó khác liền ha. Nó hơi cao quá cả nhà. Mọi người xem video, mọi người xem trên 5 phút hoặc là 10 phút ủng hộ giùm em nha cả nhà. Tại vì em đang trong giai đoạn đua 4.000 cây chuối á. Đua 4.000 km trên 1 giờ. Hiện tại bây giờ nữa là em còn có 296 giờ nữa thôi là em đã đạt mốc rồi. Cho nên cả nhà xem video, cả nhà ủng hộ giùm cho em. Mọi người xem video trên 5 phút mà hả like và đăng ký kênh để mà ủng hộ kênh của em nhé cả nhà. Mọi người đừng quên ấn chuông nha. Mọi người ấn chuông để mà theo dõi những cái video mới mà mình mới đăng lên đó. À, tại vì mình xem video dưới 5 phút mà mình comment hoặc là bình luận hoặc là like đăng ký kênh đó, thì nó sẽ quét, nó sẽ mất cái lượt đăng ký đó đi. Cho nên mọi người xem video thì mọi người xem trên Facebook, hãy like và đăng ký kênh và ấn chuông. Đây là những con trâu của em. Đây là mô hình nuôi trâu sinh sản cả nhà. Khả năng lạc bình đó. Đây là con trâu đực này nha, đực của em nè. Đực của em nay nó hơi gầy rồi nha, tại nó ăn gom với ăn lạc bình đó. Này nó cao, nó hơi dài đòn cả nhà. Bị mấy con này cắn nè. Mấy con này cắn gãi ngứa gì đó. Năng gột gột lấy ham.
SK. Nãy giờ em lo cắt cỏ cho nên chuồng trại chưa có hốt phân, cho nên mọi người thông cảm nha mọi người. Mới vừa đặt bình đó, mới vừa cắt á, có xe rùa đó. Cắt xong rồi để lên xe rùa. Rồi bắt đầu đẩy đi. Ok, mình sẽ đi ra kia mình cắt cỏ cho cả nhà xem nha. Đây, đây là địa bàn cắt lạc bình của mình nè cả nhà. Đó, mình cắt viết cho nó thành hình một cái bè luôn đó các bạn. Mình sẽ cắt hết cái khu này luôn. Đó. Nguyên cái khu này là địa bàn của mình đó cả nhà. Thì nói chung nó nuôi trâu sinh sản á, nó thuận theo mùa, xuân hạ thu đông. Thì có mùa thì cỏ nó nhiều, thì trâu thì đi thả. Còn mùa này không có cỏ thì cho nên mình nhốt ở trong chuồng, mình đi cắt cỏ cho nó ăn. Cho nên mình không có mà ra clip đi chăn trâu, đi thả trâu rồi quay phim cho cả nhà xem, cho nên cả nhà thông cảm nha. Tại vì mấy ngày nay cũng có nhiều mấy anh hỏi em lắm. Hỏi em sao không thấy mà quay những con trâu, sao không thấy mà đi chăn trâu, bộ trâu bị bệnh nữa hay sao. Thì em cũng nói luôn là do không có cỏ cho nên em không có đi thả, em không có đi chăn, chứ không phải là em không quay đó. Với lại tạm thời là em quay clip game me để mà em đăng lên trên trển, nặng em lấy giờ thôi, lấy đua, lấy đích thôi đó. Còn những cái ý tưởng mà sau này mà em đạt mốc á, thì những cái ý tưởng mà đi chăn trâu thì chắc chắn em sẽ làm những cái clip hay hơn cho nó chất lượng hơn. Thì nói chung những cái cuộc sống chăn trâu ở quê em á, ở miền Tây á, là nó đặc trưng nhất luôn á, là cái cuộc sống mùa lên trâu. Ở ngoài Bắc á không bao giờ có cái vụ mà mùa lên trâu giống như ở miền Tây đâu nha cả nhà. Chỉ có ở miền Tây mình là có mùa lên trâu thôi, mùa nước nổi á. Xung quanh cánh đồng này nè toàn là nước không, mà trâu nó ăn giống như vịt đó các bạn, nó ăn mà nó thập cái mỏ xuống nó ăn, nhìn thấy thương lắm kìa đó. Những cái cảnh nó quay rất là đẹp luôn nha. Để mùa sau đi, mùa sau mình đi cầm trâu á, và bắt đầu mình sẽ quay những cái cảnh đó cho cả nhà xem, và những cái cách sống ở trên đó ra sao như thế nào. Thì nói chung mà sống ở trên đó là ngủ bờ ngủ bụi cả nhà ơi. Dăng một cái mùng ngủ trên chiếc xe trâu á, rồi đóng một cái trại, không phải gọi là cái trại nữa mà là cái lều á, che lên để che sương thôi, che sương che gió thôi. Còn trâu á thì mình lấy tầm khoảng 20 cây bạch đằng mình đóng lên, rồi mình dựng mùng lên cho nó ngủ. Còn những người nào mà không có thương trâu á thì họ cho ngủ bờ ngủ bụi luôn, khỏi cần mùng mền gì hết, cho chơi xa láng như đó cả nhà. Nói chung là vui lắm, lên trên đó là trâu lúc nào nó cũng hăng nha cả nhà, tại vì nó gặp những cái con trâu mà khác tem á, nó hăng lắm, nó hăng kinh khủng luôn. Đó là những cái cuộc sống mà mùa lên trâu nha cả nhà. Còn bây giờ là những anh em mà nuôi trâu á không có cỏ cho nên họ dự trữ gom như lạc bình, những cái chỗ nào mà cái khu mà họ chạy của họ ở gần những cái bạch đằng bạch lạc bình như này nè thì họ sẽ cắt nó dễ hơn. Còn những người nào mà họ không có những cái lá này á, họ sẽ để gom, là mua gom để ăn đỡ cho nó qua Tết như đó, bắt đầu họ mới đem đi thả. Thì hôm qua là mình đi Hà Tiên là mình thấy ở trong Vĩnh Gia các bạn trâu khá là nhiều luôn nha, nhưng mà họ nuôi tại nhà, họ không có mà đi đi thả được, họ nuôi nhốt chuồng cho ăn gom á.
nó hơi gầy nha, ăn gươm thì nó phải hơi gầy vậy. Nhưng mà trâu sinh sản á, mập hay ốm không quan trọng, nó do vậy đó các bạn. Nói chung là nuôi trâu sinh sản không có tốn kém gì hết á. Đây là những cái dụng cụ mà mình cắt lạc bình này các bạn. Mình quay cho các bạn xem nha. Đây là cây cây lưỡi hái huyền thoại của mình nè các bạn. Còn đây là cái neo nha, mình chế các bạn. Mình lấy đồ mình hàn là nhà mình có cái đồ chấm hàn. Nói chung là nhà mình là dùng những cái dụng cụ mà để dành sử dụng cho những cái việc chăn nuôi á, là mình đều có tất cả hết nha. Có cả máy cưa nha, máy cưa để dành cưa để mà làm chuồng trại các bạn, rất là tiện luôn. Đây mình chấm lại như thế này rồi bắt đầu mình thả dây ra, thả dây ra rồi bắt đầu mình muốn kéo cái đám lạc bình nào á thì mình sẽ lấy cái này nè, mình quăng xuống dưới đó đó, mình kéo vô. Chứ mà mình cầm cái cây này á, mình cầm cái cây này nè, nó ngắn quá à, nó chỉ kéo ở cái cự ly gần thôi. Còn cự ly xa á, thì mình sẽ dùng tới cái thiết bị này, mình sẽ quăng ra ngoài đó đó, bắt đầu mình kéo vô tới trong cái mé trong đây, rồi bắt đầu mình sẽ lấy cái này nè, mình móc lên, mình để ở trên trên đây, để ở trên đây nè, rồi bắt đầu mình cắt, cắt xong bắt đầu mình bó lại, rồi mình chở lên, để lên chiếc xe gùa á, mình chở về cho trâu mình nó ăn, đó. Rất là đơn giản luôn nha cả nhà. Đó là cái cuộc sống chăn trâu mỗi ngày của mình là như vậy, không có gì thay đổi hết. Mọi người xem video của kênh YouTube Đời Sống Tổng Hợp thì mọi người nhớ đi kèo và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Đây, ở đây cá nhớp quá trời nè cả nhà ơi. Hả? 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 Cá ngớp kinh khủng luôn. Thôi mình đi cắt lạc bình nha cả nhà, chút xíu nữa mình vô trại mình quay tiếp cho cả nhà xem. Đây nè cả nhà, đó. Bây giờ mình sẽ kéo nó vô nha. Tại vì mình có một mình nên mình nè, mình vừa làm mình vừa quay á, cho nên mà lỡ mà cái điện thoại nó có hơi rung á, mọi người thông cảm giùm cho mình nha. Nó rất là nặng nha cả nhà, nặng mà nó kéo, mình kéo nó rung dây luôn á. Tại vì cái cọng dây nó nhỏ nó sẽ rung, mình kéo mạnh nó sẽ có cái độ rung. Các bạn nhìn nó rung nè, kéo mạnh nó sẽ rung nha, nó căng dây nó rung đó. Rất là nặng luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy lạc bình nó đi không? Nó đi từ từ vô. Giống như là kéo cá nha các bạn. Lạc bình nó đang chuyển động đó các bạn thấy không? Đó. Mình buông ra nó sẽ chạy về về chỗ cũ nha, mình phải kéo. Phải kéo thật là mạnh nó mới vô đây được. Một lần mình kéo như vậy đó là mình cắt được mấy bó luôn cả nhà. Bởi chính vì thế mà nó rất là nặng luôn nha. Mình kéo mà nó rung dây luôn cả nhà thấy không? Rất là nặng luôn á, rất là đau tay của mình. Khi mà mình buông ra là cái tay của mình nó nổi lằn luôn á. Nè các bạn thấy không? Nó nổi lằn luôn ha. Chai tay luôn các bạn. Mình làm giết mà tay mình chai hết luôn các bạn. Đó. Ok. Đó, mình kéo xong rồi đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cắt lạc bình. Mình vừa cắt xong luôn rồi các bạn. Đây. Đó.
mình bó lại mình để trên xe rồi trên đó đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chở Lộc Bình về nha các bạn. Ok mình đi thôi, mình quá trời mệt luôn các bạn ơi, mình nói chuyện hết nổi luôn này. Ok bây giờ mình chuẩn bị lấy hành trang mình đi về nha cả nhà. Giờ này cũng đã 5:30 6 giờ rồi, mình về thôi. Tay chân của mình nè bạn, cắt cỏ đây, mệt quá trời mệt luôn. Lúa đây xanh hết rồi nha cả nhà, cái này tầm khoảng một tháng nữa thì mới có cỏ đê nha, có cỏ đê là bắt đầu khỏe rồi. Mấy cái đường đê như chỗ này nè, cỏ nó chết nó héo hết trơn luôn, không còn cỏ luôn cả nhà. Phải còn cỏ là mình dắt con trâu đực mình đi thả, mình quay cho cả nhà xem. Bây giờ mình sẽ đi lại chạy của mình nha cả nhà. Đây, chạy mình đứng ngang đẳng thấy không. Đây nè các bạn, mình cũng vừa cắt một bó cỏ bẹ này về cho bò ăn nha, về cho mấy con bò ở nhà mình ăn. Còn đây là cỏ trồng nhà mình, mà mùa này thì cỏ nó lên hơi chậm nha cả nhà, tại được rồi mình ba mình chặt á, chặt đất á, trồng lại cỏ mới á, cho nên cỏ nó lên hơi chậm, nó lên chưa có đều đó. Còn ở đây là ba mình cưa cây nha các bạn, mình với ba mình với em mình cưa cây á, cưa cây để mà làm hàng rào các bạn, làm hàng rào nữa các bạn thấy không đó. Hàng rào này để dành rào lại để sau này nuôi gà, nuôi này nuôi kia đồ chơi đó. Đây hàng rào lý tưởng luôn cả nhà, đây là cái hàng rào chống zombie nha cả nhà đó. Đó các bạn thấy cái ao quy của mình đẹp không, à cái ao quy trâu của mình đó, đó. Đây là lúa ruộng nè cả nhà. Đây ruộng của mình nè các bạn, ruộng của mình đổ dài tới cây cục đèn luôn các bạn. Đó đất bữa hả múc lên cái nó bằng phẳng nhìn rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đó. Đây là cỏ voi. Trâu mình nè các bạn. Thôi bây giờ mình chuẩn bị đi về nha các bạn. Mọi người xem video mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha cả nhà. Cả nhà xem cả nhà nhớ ấn chuông để theo dõi những cái video hay nhất từ kênh của mình nha cả nhà. Giờ này là 5:30 gần 6 giờ nha cả nhà. Trâu của mình đã ăn no hết rồi. Và con ngá này nó đã nằm hưởng thụ rồi cả nhà. Nó mọi người thấy không? Nó nằm sung sướng quá mà. À. Đây. Nhìn gì mày? Con ngá tốt hết chứ tốt các bạn. Biểu ơi, lại đây biểu ơi. Ở đây ngoan hết sức ngoan, nó lợi để cho mình gãi nó các bạn đó. Khôn dữ dằn luôn không, đi theo phải không con này nữa nè, ngé mình rất là khôn nha các bạn. À, đây con ở đây ok. À thôi ở đây ngủ nha, tao đi về nha, ngủ nha con. Thôi, tạm biệt các bạn nha các bạn. Các bạn xem video các bạn thấy thích thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha các bạn. Ok. Tạm biệt.